Đấy, đấy rồi đấy. Quan nghĩ xong bắt đầu quay người. Đây nhìn rõ luôn đó. Nên tí nữa nó quay. Quay hết bây giờ chứ. Ông cụ cứ nằm hình xuống. Anh bấm chưa đây chưa? Bấm rồi. Bấm rồi. Thế sao lại rõ cái màn tivi? Không có ra em quay đi. Alo. Cơm cả chân cũng quay. Quay phần của anh ta. Quay được. Thấy cơm thì quay hết cả. Tí nữa được. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, con này chín phương trời, con này bề hơn chư Phật, chư Phật mười phương, con này hoàn thiên đồng thủ chi thần, con này bản lĩnh thần tài thần linh tại trần triều thánh hội trưởng quan thức cũng đồng bản thần chân tính bình tướng là gia tiên tiền tổ phật gia. Hôm nay là ngày 15/11/8 năm Nhâm Dần niên tại bản điện Đức Thánh Hiền và nhà thờ Hoàng Phạm ra hôm nay rất vinh dự được đón tiếp các con cháu của Phạm gia đã uống nước nhớ nguồn và đã là học sinh giỏi tiên tiến nhất nhất của họ dòng họ. Hôm nay được tôn vinh là các cháu học giỏi có bằng giấy khen bằng khen đã được thôn trao tặng phần thưởng hôm nay tại nhà thờ điện nhà Đức Thánh Hiền Phương Đông và nhà thờ Phạm gia để các cháu tề tựu tại bản điện và nhà thờ để dâng nén thắp hương lên cửa điện và nhà thờ Phạm gia để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ tổ tiên uống nước nhớ nguồn cây có gốc mới nở ngọn xanh ngại nước nguồn mới về cả sông sâu. Thì hôm nay tại bản điện Đức Thánh Hiền Phương Đông pháp sư con là Vũ Ngọc Khải thay mặt là thủ nhang Phạm Thị Gái thay mặt cho con cháu các dòng họ Phạm để dâng lên cửa Phật cửa Thánh cửa Phạm gia để lời tri ân mong rằng là tổ tiên ông bà cha mẹ linh thiêng ở trên trời sẽ phù hộ độ trì cho con cháu Phạm gia ngày một làm ăn phát tài phát lộc khỏe mạnh vô tài vô ách vô nạn vô tật cầu tài rất tài cầu bình an đắc bình an đi xa về gần những ông của cháu thuận của xuôi gió gặp của tài quan là khỏi tài lộc của gia đình phúc và học hành tấn tới để ngày mai các cháu đỗ đạt là những người con có hiếu của dòng tộc là những người con có nghĩa với đất nước tổ quốc để nhà trở thành những nhà toán học nhà cấp tướng cấp tá để về phụng sự đất nước tổ tiên ông bà cha mẹ tổ tiên đã Phạm gia thì từ trước đến nay Phạm gia đã có một cái truyền thống
hiếu học và đã để lại cho con cháu được những di sản và rất là quý báu. Hôm nay thay mặt cho dòng tộc pháp sư, con xin kính thỉnh Phật Thánh, các quan gia tiên tiền tổ Phật gia linh thiêng chứng giám cho lời cầu nguyện của pháp sư con lên cửa Phật, cửa Thánh, cửa tổ để phù hộ độ trì cho các gia đình tín chủ con cháu Phật gia ngày một khỏe mạnh, vô bệnh vô tật, làm ăn thì phát tài phát lộc, ở nhà thì tăng gia sản xuất, mùa màng được bội thu, các cháu thì công thành danh toại, thăng quan tiến chức, các cháu thì học ở các trường thì đỗ đạt cao, và không phải năm nay là 14 cháu mà sang năm có thể lên 20, 21, 30 cháu, là càng nhiều càng tốt, là một điều vinh dự lớn cho dòng tộc tổng đại pháp sư con thành kính và các cháu vào xin bái tổ tiên và có lời trước cả tổ Nam Mô A Di Đà Phật là Phạm Hoàng Ngọc Luân sẽ thay cho giao dòng tộc để xin có lời yết cáo cần Nam Mô của cần Nam Mô Đà Phật. Lên anh đứng, đứng lên, lên đứng lên, lên đứng được lâu, không lấy cái ghế ngồi đi để đứng được vào chương trình trao để chuẩn bị vào chương trình trao phần thưởng quý học năm 2021-2022 của ban khuyến học Hòa Phạm, tôi xin đọc những lời nhắc nhở của ông cha. Trăm năm trăm cõi người ta, tổ tiên Hòa Phạm sinh ra sáng ngời, một cây nảy lộc bốn chồi hồng, hoa thơm thơm ngát muôn đời đức danh. Họ ta ông giới trưởng ngành, ông Quỳnh là thứ rành rành chẳng chẳng khai. Thứ ba ông là phục thờ, ông Hoành thứ bốn, họ ta xung vầy. Có ông cha mới có ngày nay, đạo làm con cháu phải nhớ ngày kỳ ra. Uống nước phải nhớ nguồn xa, Thái Sơn núi ấy cao đà biết bao. Khuyên con hiền thảo cháu hiền, vâng nhà tiền đắc công đức tổ tiên họ nhà, xứng danh họ Phạm nhà ta, truyền chủng phúc đức họ ta họ trường. Con cháu xin vâng lời ông cha dạy rằng, đúng là hoa thơm quả ngọt ngon nhờ gốc biển rộng, sông sâu nước nhớ nguồn. Do điều kiện ban khuyến học dòng họ chưa mời được các cụ ông cụ bà, ông bà các bá cùng anh em con cháu đang công tác và nghỉ hưu, cũng như do yêu cầu tổ chức chưa nghỉ nay vẫn ở các vùng miền, từ miền Nam ra miền Bắc, Hà Nội, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, ban khuyến học rất mong sự thông cảm của quý cụ ông, quý cụ bà, các bá, anh chị cùng các cháu. Cho phép ban khuyến học của dòng họ xin được nói đôi điều. Hôm nay ngày 27 tháng 8 năm 2022 tại nhà thờ Hòa Phạm tộc thôn Vũ Nguyên, xã Quang Trung, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, ban khuyến học Hòa Phạm cùng bốn trưởng chi gia đình con cháu trong dòng tộc tổ chức long trọng trang nghiêm, xin được dâng hương thắp nén hương trầm cúng vái tổ tiên, xin được cầu mong tổ tiên phù hộ cho mọi gia đình, mọi người trong một đại gia đình mái nhà của họ Phạm tộc có một sức khỏe, con cháu học giỏi trưởng thành thành đạt, một gia đình đầm ấm hạnh phúc và yên lành. Ban khuyến học xin báo cáo đôi nét về truyền thống hiếu học của con cháu trong họ tộc. Ngày 12 tháng 1 năm 2006, ban khuyến học của họ Phạm được thành lập và duy trì hoạt động tốt có hiệu quả, hàng năm đều hội tụ đông đủ
các gia đình con cháu có thành tích trong học tập về tại nhà thờ tổ thắp hương báo cáo với tổ tiên về thành tích học tập công tác, đặc biệt nhắc nhở con cháu tiên truyền thống của dòng họ Phạm bao đời nay vẫn giữ được nề nếp gia phong đoàn kết đầm ấm cùng bọc yêu thương tình làng nghĩa xóm, chân quý giá trị của lao động giữ vững và phát huy truyền thống của ông cha lưu truyền để lại, truyền thống yêu họ của gia đình dòng họ hàng năm những ngày này chuẩn bị bước vào năm học, con cháu trong họ tộc rất đối tự hào phấn khởi bước trước nhà thờ tổ tiên và xin hứa học tập công tác tiến bộ nhiều, học tập tấm gương vượt khó khăn nghèo khổ của lớp cha các đàn anh các chị trước đây và gần đây của thời kỳ bao cấp, các cụ ông bà cụ cha mẹ nghèo khổ khó khăn nhưng vẫn chăm lo chăm sóc dạy bảo con cháu thành đạt trưởng thành bản thân tự vươn lên mặc dù đói nghèo khổ tưởng chừng không vượt qua, ngày chỉ ăn một bữa cơm còn dành tiền mua sách vở để học tập như chị Phạm Thị Cụ, anh Phạm Ngọc Giản, Phạm Ngọc Quân, Phạm Chiên, Phạm Chất, Phạm Đình Thường và nhiều gia đình con cháu trong dòng tộc đã phát huy được truyền thống hiếu học của dòng họ và gia đình. Đến ngày hôm nay họ Phạm có 52 gia đình, có 92 đinh tức là con trai, có 48 người con có trình độ đại học, trên đại học thạc sĩ có 2, còn lại cao đẳng trung cấp nghề, thầy giáo cô giáo 25 người con, có thể nói trên mọi lĩnh vực họ Phạm đều có con cháu tham gia công tác như quân đội, công an, luật sư, kỹ sư, bác sĩ, văn hóa, thể thao, giáo dục, tuyên truyền, chính trị, tổ chức kiểm tra, kinh tế, hội đồng nhân dân. Trong các cuộc kháng chiến, con cháu họ Phạm đã tình nguyện tham gia quân đội, công an, thanh niên xung phong, tình nguyện đi xây dựng vùng kinh tế mới, đi vào các đi chiến trường. Nhiều con cháu được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, chiến sĩ giải phóng và kỷ niệm trương trên các lĩnh vực. Thế hệ cha ông luôn tiêu biểu trong mọi phong trào, nêu cao gương sáng ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, con cháu luôn đầu tàu gương mẫu trong xây dựng các công trình của thôn làng, quan tâm đến công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị vững bền lâu dài, góp phần nhỏ bé của mình trong tình nghĩa để lại tiếng thơm cho muôn đời sau. Hôm nay trước nhà thờ tổ tiên, con cháu xin hứa tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là huyết học hiến tài, thực sự con hiếu cháu thảo, truyền thống phúc đức họ Phạm thọ trường Mỹ Nguyên ngày 27 tháng 8 năm 2022. Sau đây mời đồng chí trưởng họ lên phát phần thưởng cho các cháu nhân các cháu học giỏi.